tay lên. Vòng thi đấu top 20 vẫn diễn ra trong vòng 3 phút. Mỗi bảng trọng tài hạ ba chú chim yếu nhất trên sàn. Vòng thi đấu bắt đầu. Vòng thi đấu còn 2 phút. Vòng này bắt 3 con. Không 20. Không 2 mấy nhỉ? Các trọng tài liếc những đôi mắt sắc lạnh sang khắp nơi, không nên nhìn một chú chim. Tuy rằng giờ phút này chúng ta đã rất mệt mỏi, nhưng chúng ta phải làm cho chuẩn. 195 nhá. Biết đều con mắt ta. Còn căn đang căn còn không ai căn căn không ai đấy. Con là biết là con 012. Xong chưa xem. 012 là con 20 nó đang tốt lắm. Con 020 đang tốt chi nữa. Có 210 tốt. Đơn. Chạy đây cứ chạy ra. 011. Các trọng tài thảo luận với nhau thật chắc chắn. Không nghe bên ngoài. Không nghe những lời bên ngoài. Bộ đang đẹp thì cứ còn ra những vấn đề. Vòng thi đấu còn 10 phút. Đây đang còn mây ông mình khỏe ngóng rồi. Các trọng tài nào lưu ý vòng thi đấu còn 10 phút. Anh em treo à lồng bên ngoài là chúng ta chỉ biết đứng thôi, không được góp ý với anh em trọng tài, chỉ giám sát góp ý, góp ý kiến, nhưng đều phải theo tuân thủ theo mệnh lệnh của trọng tài. Các trọng tài cho tín hiệu. Vòng thi đấu chạy top 20 vẫn diễn ra trong vòng 3 phút. Mỗi bảng trọng tài hạ hai chú chim yếu nhất trên sàn. Vòng thi đấu bắt đầu. Và tôi cũng xin thông báo với tất cả quý anh em nghệ nhân, vì chúng ta tôn vinh những chú chim nào đặc biệt kinh nghiệm vào việc đến chung kết thì chỉ mới có cúp số 1 và cúp số 2 và đồng giải 3 với tổ quốc. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Chỉ là cờ thôi. Tại vì nếu nhiều cúp quá là nó sẽ lỏa. Đấy là vinh danh chỉ có 4 chú chim đặc biệt kinh nghiệm nhất. Thì em biết mà. Biết nhưng mà sao chúng có ảnh hưởng chứ. Bây giờ các bạn vòng chạy tốt mà đi vào đi ra sao khi nào mình chốt đủ 2 chim thì hạ nó là chết rồi. Bây
Bên kia mà khó thì bên này hạ thêm nhá. Vâng, thi đấu hết giờ. Xin chúc mừng số báo danh 016. Xin chúc mừng số báo danh 169. Số báo danh 012. Số báo danh 289. Xin chúc mừng 19 chiến